Vừa rồi các bạn xem một clip ngắn do Cố Chữ Môn, đời thứ ba của môn phái Thiếu Lâm Nội Quyền Tây Sơn Nhãn Tô Đình Thanh Thị Phạm Thế Bình Sa Lạc Nhãn Sơ Đẳng, được thực hiện cách đây hơn 20 năm. Thì Bình Sa Lạc Nhãn là một thế, là một câu thiệu trong 41 câu thiệu của bài Mai Hoa Quyền. Mai Hoa Quyền là một bài quyền mà bạn có thể đi trên một đồ hình 9 cung hoặc đồ hình 5 cung. Ngoài ra còn một bài là Mai Hoa Chiến Pháp. Thì thi thầy Thanh dạy cho tôi cùng với ba người nữa, trong đó có võ sư Tô Đình Quyền. Thì thầy Thanh có nói rằng bài Mai Hoa Chiến Pháp này do thầy Lưu Văn Liễn, Tử Ba Liễn, chữ môn đời thứ nhất của môn phái Thiếu Lâm Nội Quyền Tây Sơn Nhãn dạy cho thầy Thanh. Thì trong 3 hoặc là 4 clip tôi sẽ cố gắng trình bày về cú đá Bình Sa này khoảng được 6 đến 7 phần. Còn 3 đến 4 phần thì nếu có dịp tôi sẽ làm tiếp. Khi mà đá trúng mục tiêu á thì cú đá mình tiếp xúc với lại mục tiêu có hai cách. Cách thứ nhất, bạn tiếp xúc bằng ức, bằng chân. Ví dụ, cách thứ hai là bạn tiếp xúc bằng ống quyển. Thì khi mà bạn tiếp xúc bằng ống quyển á thì nó có tùy thuộc vào cái cự ly của bạn đá. Nếu mà bạn đá xa á thì cái ống quyển của bạn tiếp xúc nó khoảng từ chỗ này đến khúc này. Còn nếu mà bạn đá gần thì là cái khúc còn lại từ đây đi lên tới cái xương này, xương này của bạn. Thì khi mà bạn đá thì có mấy điều lưu ý thế này. Điều lưu ý thứ nhất là cái trụ. Khi bạn đá mà chưa quen á thì bạn đứng một chân chưa quen thì bạn trụ bằng cái gót, bạn trụ bằng cái gót chứ không có trụ bằng cái ức. Ví dụ bạn đá thì bạn xoay lấy gót làm trụ, bạn xoay, bạn xoay để bạn co lên bạn đá. Nhưng mà khi bạn đá mà bạn đứng vững thì bạn nên tập đá trụ bằng cái ức. Thì khi mà bạn trụ bằng cái ức thì nó có mấy cái lợi thế như thế này nè. Để khi mình đánh là mình di chuyển bằng cái ức, bằng chân chứ không phải di chuyển bằng cái gót. Nên khi bạn muốn đá là bạn đá được ngay, đá nhanh. Thứ hai là cái cự ly mà bạn với đối phương sẽ gần hơn thêm một khúc nữa. Ví dụ như bạn đứng, bạn xoay bằng gót, bạn mở gót ra vậy để bạn đá, thì cái bạn đứng ngay khúc này. Nhưng mà nếu mà bạn lấy ức bằng chân để bạn xoay thì bạn cái cự ly bạn sẽ dài thêm một khúc nữa. Thứ ba là khi bạn đá bằng cái ức, dùng ức làm chủ á thì mình đá được cao hơn chứ mình không có đá thấp. Dù bạn đá, nếu mà bạn làm chủ bằng gót thì bạn đá thấp nó sẽ khó hơn là bạn khi bạn trụ bằng cái ức, bạn nhón lên bạn đá cho nó cao lên. Đó là chân, bàn chân. Hai là cái đầu gối. Đầu gối nếu mà bạn kéo cái gối á, bạn kéo mục tiêu, nếu bạn mục tiêu của bạn nằm đây thì bạn kéo cái gối tới đây thôi rồi bạn đá vô đây là hết rồi đó. Bạn đá thẳng băng vô thì mục tiêu ở đây nè, nên cái gối bạn kéo lên tới đây thì cái chân bạn vô đây là thẳng băng nè, đẹp. Nhưng mà bạn đá nó có mạnh, còn bạn muốn đá mạnh là bạn đá phải dùng trọng lượng bản thân của mình đưa vào cú đá, cứ kia dùng trọng lượng bản thân của mình đưa vào cú đá để mình đá, tức là mình đá qua luôn, quăng cái người vô luôn, đá qua luôn. Ví dụ đá qua luôn thì cú đá mà có bạn đưa cái trọng lượng bản thân bạn vô, bạn đá mà quăng qua luôn mạnh dữ lắm. Dù như bạn đá mà bạn quăng qua đây luôn mà đối phương nó nhào vô là bạn giật cái gót lên liền, hoặc là đối phương nó nhào vô bạn quăng cái rờ ve liền, hoặc đang đá mà thấy đối phương nhào vô, vừa đối phương nó ngã nhào vô là bạn trả lại liền. Nhưng mà bạn đá cú đá này nó có điều này nè, là có một lúc
Khi bạn đá qua, có một lúc là cái lưng bạn là đưa về hướng đối diện của đối phương luôn ha. Rồi xong rồi bạn mới quay về đây. Có một lúc bạn phải đưa lưng về đối phương. Ví dụ như bạn đá qua, bạn đưa lưng với đối phương. Ví dụ bạn đá qua nó ngã người ra, vừa ngã người ra, ví dụ bạn đá qua đi, nó ngã người ra, đập, đạp vô mông mình hoặc đạp vô xương sống mình. Hoặc bạn đá qua một cái nữa nè, trong khi bạn ngã người ra, đá thẳng vô hạ bộ mình. Tại mình đá, đang đá trên đây mà, đang đá, mình đang quay trên đây nè, đá thẳng vô hạ bộ mình. Hoặc không đá thì nó nhập nội nhanh vô. Ví dụ bạn quăng qua, ngã người ra, ngã người ra, lết vô à, đấu sở rồi ve hết chỗ lật giữa bạn, tay nó che đây mà, cấm cái chọi xuống, cấm thẳng xuống xương sống nè, gáy nè. Còn không thì cấm vô bả vai, cấm vô bả vai ha. Mà bạn khi mà lết vô cũng không có sợ cú đá này của họ nữa, cũng không sợ nữa, tại bạn lết xéo. Bạn quay rồi bạn lết xéo qua đây nè, chứ bạn đừng lết thẳng, lết thẳng vô đá dính à. Nên thì đá cú đó thì bạn lưu ý mấy đó. Còn đá bình xa thì cái gối là tôi kéo lên cao, chứ không, thay vì bạn kéo cái gối đấy anh, cái cây, bạn kéo cái gối thấp trên đây, bạn kéo cái gối thấp đây thì bạn đá được đây, đứng đây à. Ví dụ bạn kéo cái gối thấp đây đi, xích xuống đây, xích xuống đây. Bạn kéo gối đây thì mục tiêu đây, thì bạn kéo gối thấp đây nè, rồi bạn đá vô đây là hết rồi. Nhưng mà khi tôi kéo gối cao lên đây, nhích vào mà nè, đây đây, bạn kéo qua đây, bạn đá ha, bạn đá là dư luôn, nhích quanh nữa à, nè bạn xoay vào, bạn đá dư. Nên cho bạn kéo cái gối sâu vào, không có kéo thấp xuống đây ha, mình đá sâu vào trong. Đó là cái thứ nhất khi mà lợi thế khi bạn kéo cái gối cao cất kia. Còn cái lợi thế thứ hai á là khi bạn kéo cái gối cao á là mình chống được đối phương nó nhập nội vô người mình. Ví dụ như bạn đá mà thẳng chân ha, bạn đá thẳng chân đi, bạn đá thẳng chân, thẳng chân à, bạn đá thẳng chân này thì cái này giống như khi thẳng chân, bạn đá thẳng chân vậy thì cái chân của bạn giống như cây cầu cho người ta bắt vô ha. Ví dụ như là người ta đá thẳng lên, người ta bắt vô, người ta quấn cái chỗ lực, hoặc là người ta chịu tay, người ta cấm cái chỗ. Ví dụ đá lên, người ta bước vô, người ta cấm cái chỗ. Ví dụ vậy, đó là một cây cầu. Thì bạn đá thẳng cái chân nó giống như một cây cầu để người ta bắt vô, để người ta đánh vô người bạn. Còn khi mà bạn đá mà xếp gối sâu á, một là bạn đá mà không kịp mà đối phương nó vô, bạn vẫn còn cái gối. Hoặc bạn đá bung ra mà rút về mà đối phương nhào vô, bạn dưới cái gối bạn. Ví dụ nè, dù bạn đá nè, đó, đối phương nhào vô à, dưới cái gối bạn nằm ở đây, bạn có lật chỗ cũng được, hay bạn có chịu bạn đi vô cũng được, nó dướng nằm ở đây, nó giống như cây cầu mà nó bị gãy nhịp rồi thì lấy gì là bạn lăn vô người ta. Hai nữa là cái gì, thì cũng giống như là bạn đạp thẳng vậy đó, đá thẳng. Một là kéo tay xuống dưới khi hỗ trợ với đòn đá mình, hai là thủ. Thì khi bạn thủ á mà đối phương mà nhào vô là bạn dướng ở đây là chọ cắm xuống liền, chọ đắp vô liền, hoặc thậm chí vỗ vô đầu, vỗ ngay đỉnh đầu. Đó là cái lợi thế mà khi bạn kéo cái gối cao lên. Cái thứ ba là khi mình kéo gối lên á thì bạn kéo gối ngang hay là gối xéo. Ví dụ như bạn kéo gối lên ha, thì bạn kéo gối xéo lên vậy, hay là bạn kéo gối ngang như vậy. Và khi tiếp xúc với mục tiêu ha, kéo gối ngang, bạn đá ngang vô vậy, hay là bạn đá xéo vô như vậy. Thì khi kéo cái gối lên á thì bạn kéo xéo 45 độ kéo lên, kéo xéo lên, bạn kéo xéo lên 45 độ ha, chứ không kéo ngang. Tại vì khi bạn kéo xéo á thì nó có lợi điểm nha. Lợi thứ nhất là bạn có thể đá cao được ha, bạn đá cao dẫn được, bạn kéo xéo lên, bạn đá cao, bạn đá tầm trung, bạn đá thấp.
bạn đá vẫn được. Nhưng mà khi bạn kéo cái gối mà nằm ngang á, thì đa phần là bạn đá cầm chung không. Còn bạn muốn đá cao, cái gối ngang vậy, bạn muốn đá cao bạn cũng phải trở cái gối lại, xéo lại, bạn mới đá lên cao được. Chứ còn bạn mà để xếp cái gối ngang vậy thì bạn cũng quạt cái tầm trung này thôi ha. Đó là cái là kéo cái gối xéo. Và khi tiếp xúc với mục tiêu nữa, mình tiếp xúc với mục tiêu là xéo hay là nằm ngang, thì bạn nhớ rằng cơ thể của một người bình thường á là có 24 cái xương sườn, mỗi bên 12 cái. Thì cái đốt xương sườn thứ nhất cho đến đốt xương sườn thứ bảy á, thì nó liên kết cái xương ức này với lại ra phía sau là cục sống. Bảy cái xương đó nó sẽ có hai điểm liên kết là xương ức và cục sống. Còn xương sườn số 8, số 9, số 10 thì nó chỉ liên kết với, nó không có liên kết với xương ức ở trước mà liên kết với lại các xương sườn khác, là ở phía trên của nó là bằng cái sụn và nó liên kết ra ở phía sau xương sống. Còn số 11, số 12 là xương sườn cục, nó chỉ liên kết với lại xương sống thôi. Thì khi mà bạn đá xéo á, khi bạn đá ngang á, thì cái hệ xương sườn nó tạo thành một cái khung, bạn đá vô ha. Còn khi mà bạn đá xéo á, thì bạn dễ đá vào cái xương sườn số 10 hoặc số là 11, 12. Khi bạn đá xéo lên thì nó dễ gãy hơn, dễ gãy hơn. Với lại bạn tưởng tượng một cái cây mà bạn chặt, một cái cây mà bạn chặt đi, bạn chặt ngang, nó khó hơn là cái cây mà bạn chặt xéo. Chặt xéo thì cái cây nó dễ gãy hơn. Đó là cái kéo gối xéo hay gì. Cách thứ năm, cái điều thứ tư á, quan trọng á là cái hông. Thì cũng giống như là bạn đấm tay á, cái vai bạn phải lộng chứ không có gồng. Thì khi bạn đá cũng vậy, cái hông quan trọng, cái hông mình cũng phải lộng chứ bạn không có gồng cái hông mà bạn lên đá. Hai hông lúc nào phải lộng, lắc đá như trước, lắc như trước, lắc. Hai hông mình lúc nào cũng phải lộng chứ không có gồng ha. Rồi thì thấy anh kế làm bơ đi em. Thì khi bạn đá thì bạn nhớ nè, mình xoay ức rồi kéo cái gối lên, xoay cái hông rồi đòn mình bung ra. Xoay ức, xoay bung ra, giống như bạn nhìn nó giống như một sợi dây xích vậy đó. Thì bạn đá ra chứ không phải là một cái cây. Hồi nãy bạn đá mà đoạn đá qua hết vậy luôn á, thì bạn tưởng tượng nó giống như một cái cây bạn phang vô vậy đó. Còn cái này bạn đá giống như một sợi dây xích, nó từng mắt xích một, đây một mắt xích, đây một mắt xích, hồng một mắt xích. Bạn xoay vào, bạn để bạn đá. Và cái khi mà mình đá, khi mình co lên mà mình kéo chân lên đá, đừng có duỗi ra vậy, nó căng cơ lắm, chân bạn thả lỏng ấy. Cái này là cái mắt xích cuối cùng á. Nhiều khi bạn đá, nhiều khi là sử dụng cái mắt xích cuối cùng này khi bạn đá cao, hoặc là bạn đá muốn đá ra sau lưng người ta, đó là mắt xích cuối cùng để bạn đá. Tiếp theo á là vì mình đá, cú đá của mình á thì giống như cái đòn đấm á, hồi trước tôi có trình bày á, là do mình đánh là không có lại phải đánh ngay bên trời mặt của đối phương ha. Ví dụ như bạn đá vô đối phương đứng, bạn đá, bạn đừng có nghĩ là bạn đá ở đây, bạn đá vô vai nó chỗ này, hoặc bạn đá vô vai sườn đây, bạn phải nghĩ bạn đá qua cái vai bên đây nè ha, bạn đá qua vai sườn bên đây, tức mình đá giống xuyên tâm chứ không đá trên bề mặt của mục tiêu. Ví dụ bạn đá trên bề mặt mục tiêu thì tới đây cái chân bạn thẳng băng là đẹp ha, tới đây chân bạn thẳng cao lên rồi, đá thẳng, chân bạn thẳng băng à. Nhưng mà bạn đá mà nghĩ cái mục tiêu nó không phải nằm ở chỗ này mà mục tiêu nằm sâu trong đây, thì khi bạn tiếp xúc cái mục tiêu á thì chân bạn nhiều khi không thẳng đâu. Nếu mà cái mục tiêu này nó nhẹ quá, bạn đá văng ra thì nó mới thẳng được. Còn mục tiêu nó nặng, nó chịu lại á, thì chân bạn khi tiếp xúc ít thẳng, nó không có thẳng băng, không có đẹp mắt được đâu ha. Nhưng mà cái người mà cầm cái lambe á,
thì họ hiểu là cái lực đá vô thế nào, nó tức. Bạn cầm lumber, bạn chịu, bạn đá đúng, nó tức ha. Ví dụ đá nó tức đó. Giờ tôi nói giờ đá, ví dụ lấy đá tầm trung đi ha, thì khi bạn kéo cái chân lên nè, kéo cái chân lên mà bạn để chân vậy á, bạn đá thẳng vô luôn á, ví dụ vậy nè, là bạn đá vậy luôn á ha, bạn đá co lên, bạn bung ra nè, co lên bung nè, kéo co bung nè, kéo co bung, mà bạn đứng bạn kéo thẳng vậy luôn á, nó không đúng. Tại nó nhất là gì, khi bạn kéo xéo lên rồi bạn đá vô luôn á, thì cái cạnh bên của cái ống quệ của bạn á tiếp xúc mục tiêu, chứ còn cái xương chính ở phía trước của ống quệ á nó không có tiếp xúc với mục tiêu, nên khi đá lên tới đây á thì bạn hơi xoáy vô nè, hơi lách vô, nhưng mà lách vô một chút thôi, lách vô một chút để cái xương của mình á nó ăn vô mục tiêu ha, cái phần chính của cái xương ống quệ nó ăn vô mục tiêu. Cái nhất thứ hai là khi bạn lắc vô vậy á thì bạn mới đưa cái hông ăn vô được, chứ còn bạn đứng mà bạn đá vậy á, bạn không đưa cái hông vô được, bạn đá cái chân không à ha. Bạn lắc vô một chút, đá lên, lắc vô một chút, lắc vô một chút nhưng mà nó vẫn hướng lên ha, lắc vô mà hướng lên à, chứ không phải cầm cái cây vàng vậy ha. Ví dụ đá tầm trung nè, bạn đá không có kéo, bạn không có đứng, bạn kéo lên đá vậy mà bạn tới nơi hơi lắc vô ha, hơi úp cái mông mình vô một tí thôi à. Còn bạn muốn đá ngang ha, bạn muốn đá ngang, tức bạn đá ngang bạn sợ trúng chọn đá gì, sao trúng được, bạn kéo gối 45 độ lên mà bạn đá là không trúng rồi, nhưng mà bạn thích đá ngang đúng không, tới mục tiêu bạn đá ngang thì bạn quăng cái ống gối, quăng cái ống quyện ngăn vô, mình xoay hông ngang vô để mình đá. Ví dụ mình xoay đến đây mình xoay ít, thì giờ muốn đá ngang mình xoay nhiều ra thì nó vô ngang cái gì đó, dẫn kéo xéo lên, không kéo ngang, kéo xéo lên tới nơi xoay ngang vô đá, không có kéo ngang, bạn đá được hết. Còn bạn đá mục tiêu cao cũng vậy, bạn cũng kéo lên và hơi cúp vô một chút. Phá mạ cũng vậy ha, phá mạ bạn cũng đá xéo, kéo đầu gối xéo, kéo đầu gối xéo. Thì phần phá mạ này á, phần đá thấp thì tôi có một clip tôi làm riêng này luôn. Sau đây là một số ví dụ về cú đá bình xa. Ví dụ khi mà bạn với đối phương mà đứng ở cự ly gần, bạn đang đánh với đối phương cự ly gần mà bạn muốn đá thì bạn xô nó ra, đá theo, xô nó vừa mất đàm đá theo, đá một đá vô mặt, hai đá vô và sượt. Đó cái nhất. Cái thứ hai là nhiều khi mình đánh hai bên cứ chạm chạm tay vậy, tay mình vừa chạm cái đây thì nó dợn đây là cái ba sườn này nó hở nè, đối phương nó hở nè, mình vừa chạm cái quất một cái lên liền, quất một cái cốc lên liền ha. Còn mà đối phương mà vừa chạm mà thấy mình đá mà người ta kéo về thì người ta chịu lại ha. Ví dụ chạm nè, chạm đá chịu lại, chọc tay vô mặt liền. Khi bạn với đối phương mà đứng thủ thế mà kỵ, đang đứng đánh thủ thế kỵ thì bạn cũng khó đá người ta lắm. Ví dụ như bạn đá nè, tay dương giao lông người ta đỡ nè, đá. Hoặc bạn đá vô mặt à, xếp lại, xếp lại. Thì nên mà mình để set up cho cú đá mình á, cú đá mình xa mình nên sử dụng đòn tay ha, tạo cơ hội cho đối phương sơ hở rồi mình hãy đá. Ví dụ khi bạn đánh nè, bạn đánh nè, đối phương phủi xuống nè, và bạn bước chân trái qua nè, chọt chọt cái thôi sơn vô mặt nè, nhưng mà khi đánh cái thôi sơn xong bạn đừng có kéo tay về, chọt xuống là kéo tay thủ của đối phương xuống ha, là bạn đá vô đây hoặc đá vô đây, vừa kéo xuống là bụp vô đây ha, bụp vô đây. Còn mà sợ bạn mà sợ đối phương nó xoay qua để đỡ thì cái tay phải mình, cái tay trái mình kéo giữ nó rồi, tay phải mình che chắn cái đầu nè, nó xoay không được à, đá vừa giữ mình đá. Đó một cái.
hoặc là bạn không không đánh thôi sơ nữa. Ví dụ như bạn đánh bạn bước qua luôn, kéo tay xuống luôn ha, bạn đá đó. Còn mà bạn muốn qua bên đây, qua đây thì chân phải mình quăng lên ha, để mình đá chân trái. Ví dụ bạn đánh đối phương nó phủi nè ha, bạn cái chân phải mình quăng lên, chụp cái tay xuống, chụp cái tay xuống, mình đá ha, đá vô mặt. Hoặc bạn nhá cái chân phải lên qua đây nè, hoặc giống như bạn nhá chân phải lên, bạn nhá lên vừa kéo nhẹ chân phải lên, đối phương nó tự mình đá thủ ha, vừa nhá lên cái thủ chân mình bỏ qua ha, vừa nhá thủ bỏ qua, kéo tay xuống ha, đá vậy. Còn gối cũng vậy, ví dụ đối phương nhào vô, phóng cái gối trái vô ha, gối chân trước mà phóng vô bạn ha, thì bạn làm cách này. Dù em bước phải phóng vô, bạn tránh qua đây, tay dùng tay mình xô vô đây nè, xô đây đối phương nè, xô vô vừa dằn ra là phóng, mình đá theo liền, mình không cần phải đánh. Cái mục đích của bạn là xô ra để mình đá ha, không đứng tại chỗ đây mình xô tại lực nó nhào vô mà, bạn đứng tại chỗ xô nặng, bạn chinh qua biên cái bạn xô cái nó nhẹ hơn, hoặc là bạn kéo cái gối nó qua. Ví dụ nè, kéo gối qua thì tay bạn phải thụ lên để nó kéo hồi mã thương à, đó. Vô bạn kéo gối qua nè, kéo gối qua đã ha. Hoặc là đối phương lên cái gối phải cũng vậy thôi, thì bạn bước qua đây ha, bạn bước qua à, tay che lên à, đó, bạn kéo qua, bạn đá bước qua, đá vô. Còn khi đối phương đấm mà bạn muốn chinh biên để mình đánh, thì bạn có thể đánh như thế này. Ví dụ đối phương đấm tới nè, đánh nè, à, bạn bước qua, bước bên trái qua, phóng bên trái qua liền ha. Còn qua đây thì mình quăng cái chân phải mình qua. Ví dụ nè. Còn nếu mà như bạn không muốn nhảy qua hai bên thì mình có thể lift, xoay người, nghiêng người là mình đánh luôn, đá luôn. Ví dụ đối phương đánh tới à, bạn xoay qua đây, nhưng mà cái tay bạn không có kéo xuống ha, bạn nhớ đang thủ tay bạn xoay đây để đối phương nó lên cái gối nè à, ngay cái chỗ mình à, ví dụ đá liền, mình xoay qua một cái là chân mình dắt lên liền à. Cái cuối nữa là nếu mà cái tay của bạn, cái chân của bạn mà cứng á, là bạn đá thẳng vô tay người ta luôn. Tại vì cái xương ống quyển á cứng, nếu bạn tập đàng hoàng nó vẫn cứng hơn cái xương tay mà. Bạn đá thẳng vô khúc này nè, khúc này là gân, là cơ không ha, bạn đá khó rớt, bạn đá thẳng vô đây luôn, mà đá đúng lực, mà có đúng độ cứng á, cái này có thể gãy á. Bạn đá vô rìm, ví dụ bạn tấn công thẳng luôn, thụ vô nào đá vô đó, không cần phải lựa chọn chi. Ví dụ vậy, vừa đá chỗ này nó rêm mà, giơ lên đá dưới đây, đá ba sườn, mình đừng đá một chỗ,